các bạn thấy không? Lựu rất đẹp. Còn gì tuyệt vời hơn khi ta trồng được một cây lựu ra một đống trái. Cây này là 20 trái nha bạn, tôi đã ăn mấy trái rồi. Ra được một mười mấy 20 trái như này thì tuyệt vời. Và cái dinh dưỡng ở trong cái quả lựu là rất là tuyệt vời, bạn thấy không? Quá trời đẹp luôn. Đó. Rất là nhiều vitamin các bạn nha. Do đó là các bạn mà có nhu cầu về cây lựu Ấn Độ thì hãy theo đường link Zalo Facebook ở phía dưới. Tôi có bán là cây là đúng chuẩn Ấn Độ luôn nha. Đó. Trồng ở Sài Gòn đấy nè các bạn. Thì cái trái lựu này á, từ khi mà nó đậu trái cho đến khi mà chúng ta thu hoạch được như thế này là khoảng tầm 3 tháng mấy 4 tháng nha quý vị. 3 tháng mấy 4 tháng là chúng ta có một lứa trái chúng ta ăn ha. Thì ăn lựu đỏ Ấn Độ là chúng ta phải ăn vậy nè, đó, ăn vậy nè. Ăn một vốc vậy nè nó mới ngon nè. Rồi. Hello, xin chào đại gia đình. À, đây là cây lựu đỏ Ấn Độ ấy chị. Đó, lựu đỏ Ấn Độ trồng tại Sài Gòn nha. Tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, lựu đỏ Ấn Độ ra rất là nhiều trái các bạn thấy không? Thì một số bạn cứ hỏi tôi là tại sao tôi trồng cây lựu đỏ Ấn Độ mà nó không có ra trái, không đậu trái. Đó thì là cái nguyên nhân của các bạn đó là cái cây của các bạn đang tuổi đời nó đang còn quá nhỏ, do đó là hoa nó rụng, hoa cái nó ra nhưng mà nó không đậu được, nó không đủ chất dinh dưỡng, nó không nuôi được cái trái, do đó nó sẽ rụng. Thì cái cây lựu của bạn nó muốn đậu được trái thì nó phải có các yếu tố là thứ nhất là ánh sáng 100% là điều kiện về dinh dưỡng tốt nè. Thứ hai là chậu các bạn trồng nó phải lớn là nó đủ dinh dưỡng. Đó. Và thứ ba điều quan trọng là cái cây lựu của bạn nó phải đủ độ tuổi, ít nhất là nó phải chừng 8 đến 1 năm tuổi nó mới đậu được trái. Còn nếu mà bạn để cái trái đó thì là cái trái nó rất là nhỏ và nó không đủ sức để nó nuôi trái. Thì ngày hôm nay mình đã trồng cái cây lựu này ra rất là nhiều trái nè. Đã ăn được mấy trái rồi. Thì hôm nay mình sẽ test cho các bạn biết đúng lựu đỏ Ấn Độ. Lựu đỏ Ấn Độ thì nó phải là đỏ như thế này nè. Đó. Thì tất nhiên là mình trồng ở Sài Gòn thì nó không được to như ở bên Ấn Độ rồi. Do đó các bạn xem là các bạn thấy đây là đúng thực tế nha các bạn nha. Chứ còn một số bạn mua cái trái lựu đỏ to tướng xong rồi gắn vào nói là lựu đỏ Ấn Độ là không phải đâu nha. Ở Sài Gòn hoặc là ở Việt Nam này thì trái nó chỉ khoảng 200 gram đến 300 gram thôi. Đó. Thì cái trái này nó cũng chưa được 300 gram đâu, nó tầm chừng 180 gram à. Đó, thì mình sẽ test cho các bạn xem nha. À, các bạn ơi, đây là cây lựu Ấn Độ nha các bạn, cây giống nè. Thì tôi có bán cây giống, do đó các bạn nào muốn mua lựu Ấn Độ thì theo đường link Zalo Facebook ở phía dưới để mua nha. Lựu đỏ Ấn Độ cây giống, rồi là lựu Thái Lan và các loại cây ăn trái ha. À. Rồi bây giờ mình sẽ test cái trái lựu Ấn Độ cho các bạn xem nè. Bây giờ cắt thử một trái nè, test nè. À, cắt trái này đi. Đây nè. Đây là trái lựu Ấn Độ nha bạn nha. Chính xác nha, tôi không có dán keo gắn sắt vào đây đâu nha các bạn nha. Lựu Ấn Độ nè, bẻ ra nè. Thấy chưa? Bẻ nè. Đúng không? Đó. Trái lựu Ấn Độ rất là đẹp. À, ui dồi ôi, cái màu nó đỏ đẹp quá luôn. Mình đã ăn rồi nha các bạn, rất là ngon. Thu hoạch luôn trái này luôn nè. Đây nha, lựu Ấn Độ nha. Hoàn toàn nghiêm chỉnh nha, trồng tại Sài Gòn nha. Mình bẻ nè. Đó, bẻ nè. Quá trời đẹp luôn ha. Rồi đây mình sẽ test trái lựu Ấn Độ cho các bạn xem nè. Đây thì cũng hướng dẫn các bạn luôn, khi các bạn trồng được cây lựu Ấn Độ rồi các bạn sẽ sử dụng như nào. Đó, làm này nha, làm theo tôi nè, cho nó đẹp nè. Đó, 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 thấy chưa? Xong đâu đó bạn bách này ra nè. Úi giời ơi, nó quá đẹp luôn các bạn, thấy chưa? Tuyệt vời không? Đúng chuẩn lựu đỏ Ấn Độ luôn. Rồi các bạn dùng con dao nè. Đó, bạn xuống nè. Thấy chưa? Hai nè. Cẩn thận không đứt tay nha bạn nha. Đi theo cái đường này nè, đi theo cái đường khía này nè. Ba nè. Đó, theo cái khía này tí mình mổ ra nó rất là dễ luôn. Đó.
test đâu đó là đúng đàng hoàng tử tế. Xong chưa? Xong chưa? Quá trời đẹp luôn. Đúng đủ đỏ Ấn Độ luôn. Trồng ở Sài Gòn mà được như này thì tuyệt vời rồi còn gì nữa. Các bạn biết là lựu đỏ Ấn Độ trên thị trường bây giờ giá là 300-400 ngàn một cân nha. Mà không có để mua nha bạn. Đó. Tuyệt vời không? Hello. Rất là tuyệt vời, trồng tại Sài Gòn. Đó. Đó các bạn thấy không? Rất là đẹp. Đây nè, mình ăn thử cho bạn xem nha. Thì nó rất là nhiều nước. Cái màu đỏ của Ấn Độ là màu lựu đỏ, màu rượu vang, giống như là màu của ruby đó anh chị. Màu đỏ ruby nè, đỏ huyết đỏ ruby nè. Rất là mềm, ngọt, ngon. Và chúng ta nhai hạt được luôn, vì là cái hạt nó mềm, nó nhai được luôn. Chứ không như cái lựu Trung Quốc hoặc là lựu Thái Lan là cái hạt nó rất là cứng, chúng ta không nhai được. Ta phải nhả hạt để mình nhai mình nuốt luôn. Đó, tách ra cho các bạn xem nè. Tuyệt vời, màu nó rất là đẹp luôn. Đúng đỏ Ấn Độ rồi. Thì mình trồng ở Sài Gòn, cái trái nó chỉ được như thế này thôi nha bạn nha. Hoặc là nó lớn hơn chút, tại vì kỳ này mình cũng ham để trái đó. Do đó trái nó nhiều, dâm nhiều trái quá thì cái trái nó bắt buộc nó nhỏ, nó không to được. Do đó khi các bạn trồng mà nó ra trái, các bạn có thể ngắt bớt đi, bỏ bớt đi để cho cái trái nó được lớn. Nếu mà cái trái mà ở Sài Gòn mà được tiêu chuẩn thì khoảng 250 gram đến 300 gram một trái là tuyệt vời nha anh chị. Đó. Lựu rất đẹp. Còn gì tuyệt vời hơn khi ta trồng được một cây lựu ra một đống trái. Cây này là 20 trái nha bạn, tôi đã ăn mấy trái rồi. Ra được một mười mấy 20 trái như này thì tuyệt vời. Và cái dinh dưỡng ở trong cái quả lựu là rất là tuyệt vời, bạn thấy không? Quá trời đẹp luôn. Đó. Rất là nhiều vitamin các bạn nha. Do đó là các bạn mà có nhu cầu về cây lựu Ấn Độ thì hãy theo đường link Zalo Facebook ở phía dưới. Tôi có bán là cây là đúng chuẩn Ấn Độ luôn nha. Đó. Trồng ở Sài Gòn đấy nè các bạn. Thì cái trái lựu này á, từ khi mà nó đậu trái cho đến khi mà chúng ta thu hoạch được như thế này là khoảng tầm 3 tháng mấy 4 tháng nha quý vị. 3 tháng mấy 4 tháng là chúng ta có một lứa trái chúng ta ăn ha. Thì ăn lựu đỏ Ấn Độ là chúng ta phải ăn vậy nè. Đó, ăn vậy nè. Ăn một vốc vậy nè nó mới ngon nè. Xin mời. Hello. Rồi, xin chào quý vị và cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip. Các bạn nào thấy hay hãy like, chia sẻ và ủng hộ kênh. Bạn nào có nhu cầu thì hãy theo đường link ở phía dưới để mua nha. Xin chào.